Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu bức tranh những bông hoa cùng với những chú ong này. Hãy cùng tô với mình nhé. Chỉ với ít phút mình đã hoàn thiện xong bức tranh ngày hôm nay rồi. Các
các bạn hãy cho mình biết ý kiến của các bạn về bức tranh này nhé. Video của mình thì xin được kết thúc ở đây. Đừng quên nhấn like và follow kênh ủng hộ cho mình nữa nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở những clip hướng dẫn tô màu rồi tiếp theo nhé.